Ê, chào cô chú anh chị nha. Em còn một con tay ngắn Komatsu Ryubi này, đẹp long lanh luôn. Này chưa có vệ sinh nhưng mà nó rất là đẹp nha, làm xích đầy đủ. Chỗ này là có cái bơm bơm xăng, bơm hơi. Thì cái bơm này về mình mua cái vú bơm ấy mà liếng vào thôi. Để em xem còn vú bơm này thì em cho theo. Rồi vú bơm một lỗ nha. Nó chỉ là vú bơm giống như mấy cái cỏ bình thường. Là mua vú bơm mấy cái cỏ gắn vào. Máy này thì nó đẹp nha, S29 nha, buồn tinh tinh lọc đẹp này. Để cho người 1,3 triệu, con này em bao hơi lửa cho nha, về dọn rất là dễ, thì dọn là nổ thôi. Bao hơi lửa nha, 1,3 triệu này, bao ship cho mọi người luôn nha. Bao hơi lửa, bao ship cho mọi người luôn, về dọn là nổ thôi. Mà có mấy cành mấy nhánh rồi mà cái củi trong gia đình khá là tốt. Lam thì nó tầm khoảng 3 tấc 3 tấc rưỡi, mọi người, 3 tấc rưỡi. Tại vì máy tay ngắn nó nhẹ mọi người, chứ nó không thể lắp cái lam thật là dài. Lắp cái lam dài là nó sẽ rất là nặng tay. Máy vàng nè. Bởi vì sao em gọi là Komatsu? Tại vì những dòng này là của Komatsu hết nha. Mà nó sẽ có hai đời, một đời tem G, một đời tem Ryubi ha. Mấy con G300 rồi mọi người. Thì nó sẽ màu đỏ, đỏ đen, hoặc là màu đỏ luôn, đỏ nâu. Còn đây là màu vàng đen ha, zin hết nha, không có lai tạp gì hết. 1,3 triệu em bao ship và em bao hơi lửa về dọn.